đây là gạo nứt. Cối nước cối chấu thì bóc vỏ, kế tiếp là cối bóc gạo và bên 1000 năng suất 1 tấn 1 giờ, tiếp theo là máy lọc sạc và máy đang chạy là máy BR700 sử dụng điện 1 pha. Vinacom chuyên lắp đặt, sản xuất và phân phối hệ thống máy xay bát gạo từ dòng máy xay gạo mini gia đình đến máy xay gạo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.